Trần Biên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn. Thưa bà con và các bạn gần xa, ngày hôm nay thì Trần Biên Hải có một cái niềm vui khôn tả, vui cực kỳ vui khi mà có một số anh em bạn bè đồng nghiệp nữa mãi tận ngoài thành phố Lạng Sơn kia, họ mời mình ra thành phố để chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng có một cái cậu học trò là có một cái sự trưởng thành vượt bậc. Quả thật là sự trưởng thành ấy được đánh dấu khi mà chúng ta trưởng thành từ trong suy nghĩ. Họ mừng lắm và Biên Hải cũng thấy là mình cũng được vui lây thơm lây. Thế thì bảo là đúng là có cái cậu học trò nó trưởng thành như thế thì thầy nào chẳng tự hào ạ. Nhưng mà khổ quá, bây giờ thì tuổi thì chưa cao, nhưng mà cái tin này các bạn gửi đến cho mình, cái đề nghị này các bạn gửi đến cho Biên Hải thì muộn quá. Vào trưa ngày Chủ nhật mất rồi, thế mà trưa ngày Chủ nhật thì Trần Biên Hải lại từ vùng sâu vùng xa, cái ông cháu làng lại phải đi trên cái xe máy vượt khoảng 40-50 cây số mới lại ra đến trung tâm thị trấn. Mà từ trung tâm thị trấn lại đi ra đến thành phố nữa mất gần 80 cây nữa, thế thì cũng mất hết cả ngày rồi, không còn thời gian ngày mai trở về để lên lớp nữa. Thế mới lại từ chối các bạn. Thôi thì mình cũng cảm ơn các bạn. Thôi thì niềm vui này coi như là niềm vui chung chúng mình cùng ở cái ngành giáo dục. Thế thì một sự trưởng thành của học trò ấy thì nó cũng không phải là của riêng ai, phải không ạ? Thầy này dạy cũng thế thôi, thầy kia cũng dạy cũng thế thôi, vắng cô thì chợ vẫn đông. Thôi thì trước hết là Biên Hải được cảm ơn cho Biên Hải là chân thành cảm ơn các bạn, và cũng nhận lời chúc tụng của các bạn. Và thực sự là Biên Hải cũng cảm thấy tự hào. Tôi chỉ nhắc lại một lần nữa là con người ta trưởng thành là khi chúng ta trưởng thành từ trong suy nghĩ. Quả đúng là như vậy đấy các bạn ạ. Thì vừa mới có một cái bài giáo án mà lên lớp về cái đạo đức của người làm lãnh tụ thôi là có cái sự chuyển biến ngay. Thế thì cái chỗ này bây giờ người ta nói là gì, phải chăng cái sự trưởng thành là khi chúng ta làm chủ được chính mình. Làm chủ được chính mình ý, thì mới bớt đi cái sự nông nổi, sự bồng bột để mà trưởng thành, phải không ạ? Thế thì người ta mới gọi là trưởng thành. Cái xã hội ngày nay quả thật là kỳ lạ. Có quá nhiều cái đứa trẻ nó chưa lớn. Có thể thân xác họ đã to lớn, đã già đi, nhưng suy nghĩ của họ thì chưa trưởng thành. Thế thì Hoàng Duy Hùng ấy thì là một cái con người nó đã sắp bước vào tuổi 60 rồi, đã có cái lịch sử 40 năm chống cộng đấy. Mới đây ở trên kênh YouTube của mình ấy, đã liên tục gọi là, thôi Trần Biên Hải dùng cái từ ngữ hơi thô thô một tí, liên tục nó hiếp dâm chữ nghĩa, chà đạp lịch sử, bẻ cong sự thật, nó thóa mạ tiền nhân đấy. Thế mà vài hôm trước thôi còn đi vu khống, vu vạ cho anh em trong nước đánh phá cá nhân đấy. Cái chuyện này thì nó xảy ra thường xuyên liên tục. Cái chúng ta thấy cái một cái chân dung của cái con người ấy thì đúng là không thể nào là dành cho một cái sự tôn trọng được đấy. Thế nhưng mà có cái sự thay đổi lớn như thế này đấy, thì vì cái nguyên nhân sâu xa ấy, thì vậy thì như hôm trước thì Biên Hải đã phân tích ra rồi đấy. Vậy mà nhờ 2 năm ngồi tù, tức là 18 tháng ngồi tù ấy, được học tập về chủ nghĩa xã hội đấy, cộng thêm 27 năm điên cuồng chống cộng, mà viết được cả ra sách lược đấu tranh, cương lĩnh đấu tranh chống cộng điên cuồng, với một cái nỗi giằng xé về nội tâm, về lý tưởng rất là ghê gớm ấy. Thế nhưng mà đến nay ấy, thì Hoàng Duy Hùng đã trưởng thành thực sự. Đấy. Báo cáo với bà con là anh ta trưởng thành thực sự.
anh ấy đã cảm hóa, đã quy tụ được mọi cộng đồng chống cộng đấy. Chân biết giả nhấn mạnh nhé, không phải là cộng đồng kiều bào bà con ở Việt, người Việt ở nước ngoài đâu, mà mọi cái tổ chức, mọi cộng đồng chống cộng ấy quy tụ lại dưới lá cờ cộng sản mà anh treo từ ngày 30 tháng 4 năm 2020 ấy, và anh ấy đã trở thành lãnh tụ của cộng đồng này, quay đi trở về với đất mẹ. Bây giờ mình khẳng định được cái điều đấy đấy, bởi vì là từ khi anh ấy treo cái lá cờ lên đấy thì không thấy ai mà chửi bới anh một cái gì cả, không thấy ai tránh phá cái gì cả. Đấy. Người ta phải coi anh ấy là lãnh tụ thì anh mới không đánh phá chứ, mới không đánh phá, mới không chống lại anh ấy chứ, phải không ạ? Đấy. Thế thì nó lại xảy ra một cái sự việc như thế này. Thì anh ấy đã được sự tin tưởng, được sự thừa nhận khi mà đã viết được từ 2 năm gần đây ấy, rất là viết được rất là nhiều cái bài báo đăng trên các cơ quan báo đài, báo chí chính thống ở trong trong nước. Âu cũng là một cái sự thừa nhận, là một cái lòng yêu nước của một cái kiều bào xa xứ mà đã có lịch sử chống cộng. Đấy, thì cái bước đầu tiên đã như thế. Thì với lại cái tính cách hàng ngày ở trên YouTube nữa thì bắt buộc, thì hôm trước ấy thì biên ải phải đưa ra một cái bài, một cái giáo án tương đối cao về một cái khổ thật ấy. Mình thì là cái một cái anh giáo bản dạy cấp 2 ở vùng sâu vùng xa, phải làm cái việc bất đắc dĩ, nó cũng quá sức đi một tí, nhưng mà dù sao thì cũng làm việc với cái lương tâm, với cái trách nhiệm thôi. Giáo làng vùng núi vùng sâu vùng xa Trần Biên Ải thì phải lên một bài dạy về đạo đức cho lãnh tụ. Không biết là từ ngữ có lủng củng thế nào không, nhưng mà bài học này lại có hiệu quả ngay. Đấy, thế cái bằng chứng là cái gì ạ? Sau một cái bài báo thể hiện tinh thần người cộng sản rất là kiên trung và với một cái trình độ rất là cao. Thế thì lãnh tụ nhà ta lại 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 làm một cái việc, cái việc rất không hay, đó là đi vu vạ cho Minh Tiến với lại anh em trong nước đánh phá cái kênh cái gì nhỉ? Việt Nam Today của Nguyễn Quang Trường. Đấy, cái việc này là việc không nên không phải, đấy là cái dấu vết của cái quá khứ. Cái dấu vết của quá khứ là cái văn hóa bonsai ấy, nó vẫn còn lại ở trong con người ấy. Đấy, thế nhưng mà trong một cái thời gian ngắn tiếp thu cái bài học đạo đức ấy, rất ngắn thôi, thế cái bìm bịp vương nhà ta đã biết rút kinh nghiệm ngay lập tức, đã biết khẳng định cái giá trị lãnh tụ của mình trên truyền thông, hành động một cách rất quyết đoán kịp thời. Tức là anh ta đã rất là quyết đoán kịp thời, bước từ báo chí sang truyền hình ngay lập tức ở mục điểm tin. Đấy, cái sự quyết đoán này là cực kỳ tốt đấy. Và một hai hôm nay thì cũng không thấy nói xấu ai theo những cái phong cách thông thường ở trên mạng nữa. Đấy, nào là con giòi, con bọ, con gì đấy. À, đấy, cái này là cái sự trưởng thành đấy. Đấy. Thế cái điều này thì cho chúng ta thấy cái điều gì ạ? Điều này cho thấy Hoàng Duy Hùng đã nhìn thấy hơn 30 năm đổi mới của đất nước là một cái giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Dưới cái sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những cái thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đấy. Cho nên sự quyết đoán quay đầu về bờ không lúc nào tốt bằng lúc này, và đặc biệt là trước thềm đại hội thứ 13, ở trên một cái vai trò của một cái người lãnh tụ đã quy tụ lại được tất cả những cái tổ chức chống cộng ở bên hải ngoại, là quay trở về dưới lá cờ cộng sản rồi. Đấy. Cái điều này phải nói là đánh dấu, nói thật là đánh dấu cái sự trưởng thành về mọi mặt của Hoàng Duy Hùng. Đấy, cho nên là lãnh tụ nhà ta mới mới quyết đoán như vậy đấy. Sự quyết đoán này là sự quyết đoán giống như sự quyết đoán của người cộng sản. Đấy. Trần Biên Hải phải khẳng định là như thế đấy. Đấy. Thế mà các bạn biết đấy, không phải ai cũng có cái sự quyết đoán được như thế đâu. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, mỗi khung giờ khác nhau ấy, thì khi mà ở trên truyền hình ấy, một cái mục quảng cáo mà người ta đưa ra không phải là dễ dàng gì đâu. Mỗi khung giờ khác nhau có mức
có cái mức quảng cáo, có cái mức giá quảng cáo nó khác nhau đó, trên truyền hình đấy. Ở những khung giờ, những chương trình có lượng khán giả xem đông thì chi phí nó cao hơn các khung giờ khác, có đúng không? Cái này không phải là cái việc khó mà ai cũng có thể, ai mà chẳng nhận ra được cái điều đấy. Nhưng còn đài truyền hình thì thường xuyên thay đổi và cập nhật cái giá quảng cáo mới ở từng thời điểm một. Mà cái giá quảng cáo mỗi giây, mỗi phút, trong 10 giây hay 15 giây này nó là không phải dễ dàng đâu. Tính như là có khi lại phải đến vài trăm triệu đấy. Đấy. Thế thì cái này thì chắc chắn là đài truyền hình luôn luôn báo giá quảng cáo của mình. Đấy. Rồi ra kể cả các trang ở trên đài phát thanh, rồi là báo giấy, báo mạng gì đấy cũng đều có. Nhưng mà báo giấy thì với báo mạng thì lãnh tụ nhà ta là khẳng định được vị trí của mình rồi. Không 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 đấy. Nhưng mà phải sự quyết đoán bước sang truyền hình ở một điểm tin trên VTV1 ấy, cụ thể là điểm tin Việt báo ấy. Đấy. Phải quyết đoán như thế. Thông thường thì các quảng cáo trên truyền hình ấy có các dạng như là cái gì ạ, 10 giây, 15 giây, 30 giây. Nếu mà lớn hơn thời lượng 1 phút ý, thì sẽ được phát ở cái dạng phim tự giới thiệu. Đấy, mong rằng lần sau Hoàng Duy Hùng có những đoạn phim tự giới thiệu trên VT1, VTV1 ấy, hoành tráng hơn những cái sự tự giới thiệu hay là cái nhạc hiệu chương trình ở trên kênh YouTube cá nhân của mình. Đấy. Thưa bà con, thưa quý vị khán giả, là chúng ta phải rất là lấy làm mừng vì cái sự trưởng thành này. Đấy. Và có thể là từ đây là chúng ta không phải nghe được những cái lời sằng bậy mà bóp méo sự thật, bẻ cong lịch sử, hiếp dâm chữ nghĩa của Hoàng Duy Hùng trên kênh YouTube nữa. Đấy, đấy là một, cũng là một cái sự trong sạch cái môi trường xã hội. Đấy. Hy vọng là cái sự trưởng thành này nó là một cái sự trưởng thành triệt để. Đấy. Thì cái sự thành công của thầy cũng như là của cái học trò mà nó tiếp thu bài học tốt ấy, thì nó sẽ được cái đạt được cái hiệu quả mỹ mãn hơn. Đấy, đồng thời nó cũng không gây cái nỗi khó chịu ồn ào trên mạng xã hội nhiều như cái thời gian vừa rồi nữa. Thực sự là một Trần Biên Ải rất là khổ tâm đấy, nhưng mà bây giờ thì mừng quá rồi, mừng vô cùng là mừng rỡ đấy, kính thưa bà con và các bạn. Cho nên bây giờ cũng xin lỗi bà con và các bạn là Trần Biên Ải này mắc cái bệnh nói nhiều, bây giờ là cũng 12 phút khoảng gần 50 giây rồi. Trần Biên Ải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào các bạn, hẹn gặp bà con và các bạn trong những clip sau.